Phi Nhung đã trình diện cơ quan điều tra, khai nhận sự thật. Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, thông tin ca sĩ Phi Nhung còn sống đã làm rúng động dư luận, khiến cộng đồng mạng nổ ra nhiều cuộc tranh cãi trái chiều nhằm bảo vệ Phi Nhung. Sau sự việc này thì Bộ Công an đã ngay lập tức vào cô và đã có một buổi triệu tập gấp ca sĩ Phi Nhung. Tuy nhiên, phía gia đình Phi Nhung cũng như quản lý vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức hay có bất cứ thông báo nào đến với toàn thể truyền thông. Trước đó, ca sĩ Phi Nhung liên tục được cho là đang điều trị tại Mỹ và cái chết chỉ là màn kịch dư luận vì trước đó có rất nhiều luồng tin sai lệch ảnh hưởng tới cô. Thông tin này khiến nhiều người bàng hoàng tột độ. Cụ thể, gần đây có nhiều thông tin trên mạng được xác thực rằng ca sĩ Phi Nhung thực chất vẫn còn sống và được đưa về Mỹ, nhưng cô không còn là ca sĩ nữa, cô sẽ tự giả nghề nghiệp vì có quá nhiều lùm xùm dư luận oan ức trước đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được thông tin từ một người giấu tên tại Mỹ cho biết đây thực chất chỉ là một cú lừa, chuyện ca sĩ Phi Nhung mất đến chuyện tang lễ và hỏa táng. Tất cả chỉ là dàn dật từ một kịch bản có sẵn, chưa biết độ xác thật thông tin này có chính xác hay không, nhưng những thông tin mới nhất từ người nhà và quản lý Phi Nhung được chúng tôi kết nối, nhưng nhận lại là câu trả lời tôi không biết. Theo như chúng tôi suy sì đoán chắc chuyện này có điều gì mờ ám chăng? Trở lại nửa tháng trước đây, ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 được các bác sĩ hàng đầu Việt Nam cũng như các thiết bị y tế cao cấp tiên tiến nhất để điều trị cho cô ca sĩ Phi Nhung. Mọi thông tin chính xác vào thời điểm đó được xem như cực kỳ quý hiếm, bởi vì theo thông tin từ các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy cho biết, tình hình sức khỏe của Phi Nhung được giấu kín chỉ cho nghệ sĩ Việt Hương biết. Ngoài ra không ai được biết thông tin này, đặc biệt là về chi tiết tình hình ca sĩ Phi Nhung. Từ đó chúng ta có thể suy đoán ra được rằng ca sĩ Phi Nhung liệu bị gì mà chết như vậy. Được biết trước đó các bác sĩ cho rằng ca sĩ Phi Nhung đã test hai lần cho ra kết quả âm tính với virus corona. Có lẽ cô chết vì suy nghĩ quá nhiều và đâm ra bị tâm bệnh trong lòng. Có thể nói ca sĩ Phi Nhung trong thời gian nằm viện cô rất mệt mỏi vì nữ doanh nhân Phương Hằng và con trên nuôi Hồ Văn Cường. Cũng trong thời gian Phi Nhung nhập viện thì cũng có những tin đồn cho rằng gia đình bên Mỹ đã rước cô về để chữa trị. Và có thể nói nước Mỹ là nước có cơ sở vật chất y tế tốt nhất trên thế giới. Việc Phi Nhung về Mỹ chữa trị là điều rất tốt. Cũng trong thời điểm đó vì xin giấy tờ về Mỹ rất phức tạp nên không phải vì sức khỏe yếu mà ca sĩ Phi Nhung không về Mỹ được mà vì giấy tờ thủ tục quá rườm ra. Cùng với đó, các bác sĩ thông báo sức khỏe của Phi Nhung đã có tiến triển tốt nên gia đình bên Mỹ không lo lắng gì mấy. Theo đó, nhiều người suy luận ra rất có thể đây chỉ là màn kịch để đánh lừa dư luận. Liệu đó có chính xác hay không? Hãy cùng chúng tôi đón chờ những tin tức mới nhất.